Thì ngày hôm nay Phụng sẽ hướng dẫn cái phần đầu tiên mà tất cả anh em chị mới chúng ta muốn bắt đầu phát triển kinh doanh thì chúng ta cũng cần phải nắm để chúng ta có thể làm việc một cách hiệu quả và chúng ta biết cách để làm sao có thể xây dựng ra một cái kinh doanh và tạo nên một cái nguồn thu nhập tốt cho kinh doanh của mình. Thì đây là cái chính sách trả thưởng và cái cách để phát triển hệ thống kinh doanh cả nhà ha. Vậy thì trong cái chính sách trả thưởng ngày hôm nay khi chúng ta phát triển cùng tập đoàn Amway, chúng ta là một người làm chủ kinh doanh, là một người đối tác 50-50 với Amway. Cho nên là gì? Cho nên Amway sẽ có một cái gọi là gì, là cơ chế về chính sách. Đó là gì? Là hơn 10 cái hoa hồng dành cho tất cả mọi người. Và cái điều rất là công bằng trong cái kinh doanh này chính là gì? Là tất cả mỗi một cá nhân khi tham gia kinh doanh cùng với Amway thì đều có cơ hội được hưởng toàn bộ những chính sách này. Nó sẽ không dành cho người vào trước, cũng không dành cho người vào sau, không ưu tiên cho bất kỳ ai. Chỉ cần anh chị chúng ta thực sự nỗ lực xây dựng nên kinh doanh của chính mình thì các anh chị chúng ta đều sẽ có cơ hội để đạt được tất cả những cái hoa hồng trong Amway. Bởi vì đây là một cái chính sách cực kỳ tuyệt vời để tạo ra một cái cơ hội kinh doanh rất là công bằng. Rồi và bây giờ Phụng sẽ bắt đầu chia sẻ cho tất cả các anh chị chúng ta ha. Đầu tiên chúng ta cần phải hiểu được một điều rằng là gì, trong cái kế hoạch trả thưởng của Amway hiện nay vào năm 2020 2021 thì chúng ta đã có một cái sự thay đổi rất là mới về cái cơ chế chính sách trả thưởng. Hiện nay trong Amway sẽ có hơn 10 cái loại hoa hồng để chi trả cho tất cả nhà phân phối. Trong đó sẽ có 6 hoa hồng hàng tháng và 4 loại hoa hồng gọi là tiền thưởng hàng năm dành cho cấp độ lãnh đạo, và sẽ có hơn 5 cái loại hoa hồng đặc biệt, đó chính là những cái tiền thưởng đặc biệt dành cho tất cả những cái cấp độ của các danh hiệu trong Amway, từ cấp độ 9%, cấp độ 12%, cấp độ 15% cho tới những danh hiệu cao nhất luôn. Thì đây là 5 cái loại tiền thưởng rất đặc biệt và mới nhất trong Amway hiện nay mà tất cả nhà phân phối, tất cả những thành viên kinh doanh chúng ta sẽ có cơ hội được nhận từ Amway. Cho nên là gì, đây là cái thời điểm cực kỳ tuyệt vời, là một thời điểm vàng, là một cơ hội rất tốt để tất cả anh chị chúng ta nắm bắt về cái cơ hội kinh doanh này. Và cái điểm mà tại sao thời điểm hiện nay Amway lại rất là tuyệt vời nữa, đó chính là gì, là Amway đang chuyển hướng gọi là gì, lên theo một cái mô hình kinh doanh mới, đó là chỉnh hướng thành cái kinh doanh sử dụng tất cả những công nghệ để hỗ trợ cho vấn đề về online. Và Amway đã chuẩn bị cái điều này đã 2 năm rồi các anh chị, đã chuẩn bị cái điều này đã hơn 2 năm rồi, bởi vì thời điểm Amway nhìn thấy được một khía cạnh là gì, là chắc chắn chúng ta phải xây dựng kinh doanh bằng online, cũng giống như thời điểm bây giờ dịch bệnh xảy ra và mọi người rất khó gặp gỡ nhau, thì cái phương tiện online, cái thương mại điện tử là một trong những cái ngành kinh doanh đang phát triển rất mạnh, và Amway đã có những cái sự thay đổi để hỗ trợ cho toàn bộ nhà phân phối, toàn bộ khách hàng về việc đó chính là gì, cung cấp sản phẩm bằng online, giao hàng tận nhà tất cả các tỉnh thành hết. Cho nên là gì, cho nên là các anh chị chúng ta hãy xem cái video video tiếp theo của Phụng, đó là hướng dẫn sử dụng cái trang website của Amway để chúng ta biết cách đó là gì, là quản lý và phát triển kinh doanh trên cái trang website này cả nhà nha. Rồi và bây giờ mình sẽ bắt đầu vào sâu hơn một chút xíu về cái cơ chế trả thưởng của Amway mình như thế nào. Và với tất cả những anh chị nhà phân phối mới, là những người mới, thì các anh chị sẽ có cơ hội là gì, nhận ba cái loại thu nhập. Ba cái loại thu nhập ha. Ba loại thu nhập đầu tiên đó chính là gì, chúng ta sẽ có 10% cái tiền gọi là bán lẻ, có nghĩa là chúng ta hoàn toàn được quyền phân phối lẻ, lấy giá sỉ từ công ty và phân phối lẻ cho những người khách hàng chưa có thẻ, là những người khách hàng mới được 10%. Cái thứ hai, chúng ta sẽ có một cái hoa hồng cơ bản, đó chính là chúng ta được nhận cái hoa hồng, đó chính là gì, 10% CSI cộng với lại là gì, là các bảng thành tích từ 3 cho tới 21%. Và cái thứ ba đó là chúng ta được cái phần gọi là gì, tiền thưởng college đặc biệt của Amway. Rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình vào chi tiết đó, thì đây là ba cái loại thu nhập mà chúng ta được nhận ha cả nhà ha, và đây là cái bảng về 10% bán lẻ thì nó rất là đơn giản mà Phụng sẽ không phân tích sâu vào đây, và đây là cái bảng hoa hồng thành tích tích lũy cộng với lại cái tiền thưởng CSI 10% dành cho tất cả nhà phân phối. Thì cả nhà thấy là gì, là chúng ta sẽ có cái bảng hoa hồng bắt đầu từ 200 BV cho tới 10.000 BV, thì cứ một điểm BV nó tương đương 25.200 đồng sẽ tích thành một điểm đó. Thì ở đây sẽ bảng thành tích là cứ 200 điểm anh chị đạt được cái thành tích đó là tầm khoảng 6 triệu thì công ty sẽ chiết khấu cho anh chị 3% và sẽ được cộng thêm 7% tiền CSI, coi như là chúng ta được 10% và chúng ta sẽ có hoa hồng khoảng 500.000. 600 điểm khoảng 15 triệu, đó là chúng ta sẽ có 6% được thưởng thêm 4%, coi như được 10% hoa hồng. Rồi
1.200 điểm là 30 triệu thì chúng ta là 9%. Được cộng thêm 1% hoa hồng dành cho khách hàng của chúng ta thì thu nhập chúng ta tầm khoảng 3 triệu. Đó. Và cứ như thế tăng lên 2.400 điểm, khoảng 60 triệu. Chúng ta được 12%, đúng không? 4.000 điểm 100 triệu 15%, 7.000 điểm 180 triệu 18% và 10.000 điểm chính là 260 triệu trở lên, chúng ta sẽ đạt được cái mốc 21% với cái thu nhập mà trung bình từ khoảng là gì 25 cho tới 52 triệu mỗi tháng. Cả nhà ha. Thì đây là các bạn thành tích hoa hồng. Và vậy thì cái cách phân chia và cách tính hoa hồng trong cái kinh doanh Amway như thế nào? Nếu ngày hôm nay anh chị làm một mình kinh doanh với Amway, anh chị đạt được 260 triệu thì coi như cái hoa hồng này 52 triệu là anh chị lãnh trọn vẹn. Nhưng tuy nhiên để chúng ta làm cái công việc kinh doanh này thành công, đương nhiên chúng ta không làm một mình cả nhà, mà chúng ta phải biết cách, đó chính là gì biết cách sử dụng sức đòn bẩy của hệ thống của đội nhóm để phát triển. Và đây là cái cơ hội để chúng ta mở rộng đội nhóm mình ra. Vậy thì khi chúng ta mở rộng đội nhóm mình ra, chúng ta chia sẻ công việc kinh doanh này cho nhiều người cùng mình làm, thì cái cách mà Amway sẽ tính hoa hồng như thế nào? Và trên đây Phụng sẽ có hai cái ví dụ cho cả nhà xem. Đây là cái ví dụ đầu tiên. Cái ví dụ đầu tiên ở bên tay trái là các nhà thấy là đây là bạn. Đầu tiên bạn sẽ có tầm khoảng cho mình khoảng 10 khách hàng, hoặc là 20 khách hàng, hoặc là 30 khách hàng, đó tùy mình. Nhưng mình đang có ví dụ đó chính là gì? Là anh chị chúng ta có 10 khách hàng. Và khi mình có 10 khách hàng, chúng ta cấp cho 10 khách hàng này cái thẻ tiêu dùng thông minh của Amway. Và nếu như mỗi cái gia đình như vậy họ dùng khoảng 1 triệu, anh chị sẽ có doanh thu là 10 triệu. Thì hoa hồng của anh chị đó chính là gì? Là được 10%. Đúng không? Được 10% và chúng ta sẽ có 1 triệu hoa hồng. Và nếu như cái lượng khách hàng này của chúng ta lớn hơn thì thu nhập chúng ta nó sẽ lớn hơn. Khởi đầu trong cái kinh doanh Amway này chính là chúng ta đang xây dựng kinh doanh dựa trên cái triết lý tiêu dùng thông minh. Cho nên khi chúng ta bắt đầu, chúng ta hãy thay đổi cái tiêu dùng của cá nhân và sau đó chia sẻ cái cảm nhận và cái kết quả sử dụng sản phẩm của chúng ta cho những người xung quanh tầm khoảng 10 tới 20 người quen. Từ đó chúng ta tạo ra một cái nhóm những người tiêu dùng của cá nhân của mình. Thì anh chị sẽ có một cái nhóm tiêu dùng rất là bền vững. Rồi, thì đây là cái bước khởi đầu đầu tiên, đó là bước số 1. Đúng không? Và với kinh doanh này, nếu chúng ta chỉ làm cái việc chúng ta làm cá nhân thì chúng ta sẽ làm rất nhỏ. Bởi vì rất khó để một mình chúng ta có thể phục vụ quá nhiều khách hàng, đúng không ạ? Cho nên là gì? Cho nên sẽ tiếp theo Phụng chia sẻ anh chị đó chính là gì? Đó là chúng ta sẽ bắt đầu mở rộng hệ thống kinh doanh mình ra, đúng không ạ? Và khi chúng ta mở rộng hệ thống kinh doanh mình ra thì lúc này nè, chúng ta sẽ nhìn thấy được cái sức đòn bẩy của cái kinh doanh chúng ta sẽ tăng trưởng lên, đúng không? Và cái ví dụ thứ hai, đây là ví dụ thứ hai, bên tay phải anh chị thấy là rất nhiều những vòng tròn, đúng không ạ? Và ở chính giữa đây là bạn, có nghĩa là gì? Anh chị vẫn vẫn phục vụ cho cái nhóm khách hàng của anh chị, ví dụ với cái doanh số là 10 triệu, nhưng song song đó anh chị đã chia sẻ cái cơ hội kinh doanh này cho 1, 2, 3, 4, 5 người bạn của mình. Và ở đây mình là có 5 người bạn và có 5 cái nhóm khách hàng. Vậy thì mỗi một cái người bạn như vậy họ phục vụ cho cái nhóm khách hàng của họ khác nhau, đúng không ạ? Ví dụ nhóm người bạn số 1 phục vụ được một nhóm khách hàng doanh thu 10 triệu, nhóm bạn thứ hai cũng 10 triệu, thứ ba 10 triệu, thứ tư 20 triệu và thứ năm 20 triệu. Đó, thì mỗi một nhóm sẽ có tương ứng cái hoa hồng thành tích khác nhau, đúng không ạ? Ba cái nhóm 1, 2, 3 được 3% và ba nhóm này sẽ được thưởng riêng của công ty 7% dành cho cá nhân của họ, đúng không ạ? Nhóm 4, nhóm 5 là được 6%, đúng không ạ? Vậy thì ngày hôm nay cách Amway sẽ tính hoa hồng cho chúng ta như thế nào? Amway sẽ tổng hết toàn bộ cái đội nhóm này lại. Cái điều tuyệt vời trong cái kinh doanh này chính là gì? Là khi anh chị đã nỗ lực xây dựng công việc kinh doanh cho chính mình, nhưng anh chị lại bỏ thêm công sức để giúp cho rất nhiều người cùng làm với mình, giúp cho nhiều người họ có thể làm tốt công việc kinh doanh này, thì lúc này cái kết quả của những người trong tuyến dưới của mình, những người trong đội nhóm của anh chị, nó sẽ cộng hưởng với cái kết quả của anh chị. Và chính cái điều đó nó giúp cho chúng ta có cái cơ hội để thành công hơn, đúng không ạ? Nó thành công hơn và chúng ta nhân rộng cái kinh doanh chúng ta ra bên ngoài rộng hơn. Đó, rồi. Và vậy thì đây là cái cách tính hoa hồng, cái tính cách chi trả hoa hồng mà Amway trả cho chúng ta. Đó. Và hôm nay Phụng hướng dẫn cái bài này thì các anh chị chúng ta sẽ chỉ cần nghe một lần chúng ta sẽ hiểu luôn, đúng không ạ? Thì đầu tiên Amway sẽ tổng cái doanh số của nguyên cái nhóm mình lại, thì mình làm bài toán cộng ra nguyên cái nhóm mình lại, đúng không ạ? Đó, tổng cộng là 80 triệu, đúng không ạ? Chỉ cần tổng cộng 80 triệu. Vậy thì 80 triệu Amway sẽ đạt vào trong cái bảng thành tích là bao nhiêu các anh chị? Đạt ở thành tích là trên 60 và dưới 100 thì cái nhóm của anh chị đã được hoa hồng là 12%. Rồi, vậy thì tổng 12% mà nhân cho 80 triệu có nghĩa là nguyên cái nhóm của anh chị nhận 9 triệu 6. Cái chỗ này cực kỳ quan trọng nè, 9 triệu 6 này không phải một mình nhận. Bởi vì sao? Bởi vì không phải một mình tạo ra 80 triệu này. Nó có công sức của đồng đội của chúng ta.
Và cái cách mà Amway trả hoa hồng rất hay, đó là trả cho người vào sau trước rồi sau đó mới trả cho mình, rất công bằng. Đó. Vậy thì lúc này Amway sẽ tính cái hoa hồng cá nhân của anh chị bằng cách lấy tổng hoa hồng nhóm và trừ đi hoa hồng của tất cả tuyến dưới anh chị đã được nhận. Đó. Và nó sẽ chia thành từng nhóm. Vậy thì nhóm số 1 nhận 3% cho 10 triệu, có nghĩa là nhận 300 ngàn, trừ 300 ngàn ra. Nhóm thứ 2 nhận 300 ngàn, trừ ra. Nhóm 3 cũng vậy. Nhóm số 4 nhận 6% là đã được nhận 1 triệu 2, trừ ra. Nhóm 5 1 triệu 2. Vậy thì lấy 9 triệu 6 trừ cho tất cả những người tuyến dưới mình ra thì còn lại chính là 6 triệu 3 là thu nhập của anh chị. Đó, là thu nhập của anh chị. Thì đây là một cái điều cực kỳ tuyệt vời, đúng không ạ? Đó là gì? Và anh chị thông qua cái ví dụ này thì anh chị sẽ nhìn thấy một cái điều rất hay trong kinh doanh này. Chính là gì? Là tuy ngày hôm nay chúng ta không có nhiều thời gian, chúng ta rất là bận, nhưng nếu như chúng ta hiểu được cái quy luật phát triển của kinh doanh này, đó chính là chúng ta sẽ có cái cơ hội để sử dụng cái đòn bẩy của đội nhóm để giúp chúng ta phát triển. Thì anh chị dù cho có bận, anh chị hoàn toàn có thể làm được. Đúng không? Mỗi ngày anh chị cần dành ra 2 tiếng, mỗi tuần dành ra khoảng 3 tới 5 buổi để làm công việc kinh doanh này. Đó, để chúng ta phát triển công kinh doanh này. Và nếu như chúng ta chia sẻ cho nhiều người cùng với chúng ta làm thì chúng ta sẽ nhân rộng được cái gì, cái thời gian phát triển và cái công việc chúng ta lên. Rồi. Vậy thì nếu như ngày hôm nay chúng ta hiểu điều này, chúng ta hiểu các cách phát triển, vậy thì những người đồng đội của chúng ta họ họ có muốn làm giống chúng ta không ạ? Chắc chắn là có. Vậy thì Phùng sẽ qua một cái ví dụ tiếp theo để cho anh chị thấy được là gì. Nếu ngày hôm nay những người đồng đội, những người tuyến dưới của mình, người số 1, số 2, số 3, số 5, họ hiểu được cái kinh doanh này giống như mình, vậy thì họ có muốn phát triển hay không? Họ có muốn thành công hay không? Chắc chắn là họ sẽ mong muốn. Họ cũng muốn sẽ có thu nhập cao hơn, họ cũng muốn cái hệ thống họ tốt hơn. Thì lúc này bắt đầu gì? Họ sẽ đi chia sẻ cơ hội kinh doanh này cho những người muốn kiếm tiền, cho những người muốn kinh doanh, cho những người muốn thay đổi cuộc sống. Đó, và từ đó giúp cho nhiều người trong hệ thống của họ phát triển. Thì lúc đó họ sẽ tạo ra một cái nhóm kinh doanh ở dưới họ. Đó, và đó cũng là nhóm kinh doanh của anh chị. Đúng không ạ? Rồi, và Phụng sẽ làm cái ví dụ tiếp theo. Qua ví dụ tiếp theo và chúng ta nhìn thấy là gì? Bắt đầu hệ thống có sự phát triển, đúng không ạ? Mình lấy một cái vòng tròn màu đỏ cho nó có một cái màu sắc. Đó. Ví dụ như nhóm số 1, số 2 vẫn giữ nguyên, hai nhóm này chưa có sự phát triển gì cả. Nhưng mà có nhóm số 3, 4, 5 thì ba nhóm này bắt đầu thấy được cái tiềm năng của kinh doanh và bắt đầu họ mở rộng phân phối ra. Thì Phụng lấy cái hình màu đỏ tượng trưng cho cái người là đang phát triển kinh doanh. Đó ạ. Thì nhóm số 3 có vài người, có 4 người cùng với mình làm. Và nhóm số 3 này tạo ra cái doanh số là 50 triệu. Thì nhóm số 3 sẽ nhận hoa hồng là 9%. Nhóm số 4 nhiều người làm việc hơn, cho nên có lượng khách hàng lớn hơn và doanh thu là 120 triệu. Nhóm này được tới 15%. Nhóm số 5 80 triệu doanh thu, nhóm này được 12%. Và nhóm 1 và 2 thì vẫn là 10 triệu, thì nhóm này vẫn là 3%. Và cá nhân của mình vẫn lúc này vẫn là 10 triệu doanh số cá nhân. Có nghĩa rằng cá nhân của mình vẫn chăm sóc phục vụ cho nhóm khách hàng của riêng mình. Đó, và không cần thiết là mình phải bán quá nhiều luôn. Vậy thì lúc này thu nhập mình như thế nào? Thu nhập mình như thế nào? Đó, thì cũng như bài toán lúc nãy Phụng hướng dẫn cho tất cả mọi người. Đó là chúng ta sẽ có cái công thức. Đầu tiên là gì? Là tính tổng hoa hồng của cả nhóm. Vậy thì làm một bài toán cộng nguyên nhóm này lại. Đúng không ạ? 50 cộng 120 là 170, cộng 80 là 250, cộng với lại 30, đúng không ạ? Là 208. Vậy thì với 280 triệu nhân cho 21% thì tổng nguyên cái nhóm của anh chị là nhận hoa hồng Amway là 58 triệu 8. Vậy thì tính hoa hồng cá nhân của mình là bao nhiêu? Lấy 58 triệu 8 này trừ cho 5 cái nhóm tuyến dưới. Bắt đầu từ cái ông đầu tiên cộng xuống hết thì trừ cho 5 cái nhóm tuyến dưới. Nhóm số 1 vẫn là 300 ngàn, nhóm số 2 vẫn là 300 ngàn. Nhưng nhóm số 3, 50 triệu nhân 9% có nghĩa là gì? Là 4 triệu rưỡi. Nhóm số 4, 15% lãnh 18 triệu. Nhóm số 5 lãnh 9 triệu 6. Vậy thì lấy 58 triệu trừ cho tất cả những cái nhóm tuyến dưới của mình thì còn lại 26 triệu 100 ngàn. Đó chính là thu nhập của anh chị. Đó. Vậy anh chị hình dung một điều thế này nè. Có sự khác biệt gì so với cái việc chúng ta vẫn kinh doanh 10 triệu trước đó mà. Trước đó chúng ta vẫn kinh doanh 10 triệu nhưng thu nhập chúng ta chỉ có 1 triệu thôi. Và chúng ta nhìn thấy rất nhỏ, không lớn đúng không ạ? Nhưng tuy nhiên cả nhà biết không ạ? Đây chính là cái điểm rất khác biệt của kinh doanh Amway với kinh doanh truyền thống. Ở kinh doanh truyền thống, chúng ta muốn có một sự thành công lớn, một mình chúng ta phải bán rất nhiều. Một mình chúng ta phải tạo ra một cái lượng khách hàng rất khổng lồ. Và một mình chúng ta phải đầu tư, một mình chúng ta phải quản lý, một mình chúng ta phải lo hết mọi thứ. Cho nên khi chúng ta gặp bất kỳ một cái sự trục trặc nào đó thì chúng ta có thể mất đi kinh doanh đến bất cứ lúc nào. Ví dụ như dịch bệnh, đúng không ạ? Cửa hàng chúng ta đóng cửa thì chúng ta sẽ không thể nào tạo ra doanh thu. Hoặc là chúng ta có vấn đề sức khỏe, chúng ta sẽ mất đi doanh thu.
đó, chúng ta không làm được việc nữa, chúng ta sẽ mất đi doanh thu đó. Nhưng với kinh doanh của Amway, đúng không ạ? Ngày hôm nay nếu như mình các anh chị chúng ta hiểu được cái cách chúng ta xây dựng hệ thống kinh doanh này, và anh chị nhìn đã thấy được một cái tiềm lực, một cái giá trị của cái kinh doanh này, thì chắc chắn là anh chị sẽ cực kỳ yêu thích cái cơ hội kinh doanh này. Và đương nhiên cái sự thành công của anh chị trong đây chính là vì anh chị đã có cái công sức hướng dẫn và giúp đỡ cho nguyên cái đội nhóm anh chị phát triển, và giúp cho mọi người làm tốt công việc kinh doanh này, thì từ đó cái thành quả nó thuộc về gì? Tất cả mọi người, và anh chị sẽ có cái cơ hội để thành công. Ok em ạ? Vậy đây là thu nhập của mình. Và cái điều tuyệt vời chính là gì? Là cái nguồn thu nhập này được gọi là thu nhập thụ động. Bởi vì sao anh chị? Bởi vì đây là cái nguồn thu nhập nó đến từ việc phát triển của hệ thống tiêu dùng ở dưới các anh chị, chứ nó không phụ thuộc vào việc anh chị bán bao nhiêu sản phẩm. Đúng không? Có nhiều người hỏi hỏi phụ một câu rằng, biết nếu như ngày hôm nay cái doanh số cá nhân của tôi ở đây không phải là 10 triệu mà chỉ có khoảng 1 triệu thì tôi có được quyền nhận thu nhập này hay không? Hoàn toàn được các anh chị ha, hoàn toàn được. Và thậm chí là gì, nếu có thể một câu nói là gì, là thu nhập của anh chị chỗ doanh thu chỗ này của anh chị nó bằng không, anh chị vẫn được quyền nhận cái thu nhập ở dưới đây. Bởi vì ở trong kinh doanh Amway, khi anh chị đã có công xây dựng được cái hệ thống này thì hệ thống kinh doanh này được quyền sở hữu của các anh chị đó. Cho nên chính vì thế rằng nó tạo ra một cái giá trị trong kinh doanh, đó chính là giá trị về sự đảm bảo, giá trị về sự bền vững trong kinh doanh này. Và thậm chí sau này khi anh chị thành công lớn hơn, anh chị còn có quyền kế thừa cái kinh doanh này cho đời sau của chúng ta đó. Và đây là những cái ví dụ cơ bản mà cũng chia sẻ anh chị. Và để đây là cái bước gọi là gì, thứ hai cho anh chị nhìn thấy được là gì, đó là mở rộng cái kinh doanh Amway bằng việc đó là chia sẻ và giúp cho nhiều người hiểu và nắm bắt cái cơ hội kinh doanh này cực kỳ quan trọng, đúng không ạ? Trong cái kinh doanh này, bán hàng đương nhiên rất quan trọng, tại vì bất kỳ kinh doanh nào chúng ta cũng đều cần phải bán sản phẩm, đúng không? Nhưng với kinh doanh Amway, cái mà chúng ta cần bán chính là chúng ta bán cái giá trị sản phẩm, chúng ta bán cái kết quả sử dụng sản phẩm. Và cái mà chúng ta cần phải bán thứ hai đó chính là gì, đó là chúng ta bán cái cơ hội kinh doanh, cái giải pháp để có thể tăng thu nhập, cái giải pháp để tạo ra một cái nguồn thu nhập thông minh bằng thời gian rảnh, đúng không? Bằng thời gian rảnh, và tạo ra một cái nguồn thu nhập làm chủ cho tất cả mọi người. Và có cái câu nói mà tôi rất là thích, đó chính là gì? Giúp đỡ người khác cũng là giúp chính mình. Chia sẻ nhiều người nắm bắt cơ hội kinh doanh Amway để giúp cho họ tăng thu nhập, thì bạn sẽ có cái cơ hội để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó ạ, và Phụng rất thích câu nói này. Đấy, vậy thì các anh chị có mong muốn là mình sẽ trở thành nhà phân phối 21% không ạ? Đó, vậy thì hãy bắt đầu chia sẻ cơ hội kinh doanh này cho những người bạn của mình. Hãy gửi video này cho những người bạn của mình. Nếu như những người bạn của các anh chị họ đang quan tâm và họ muốn tìm hiểu cái cơ hội kinh doanh này, được không ạ? Rồi, tiếp theo. Ngày hôm nay khi anh chị chúng ta đạt 21%, chúng ta có thu nhập tốt, đúng không ạ? Chúng ta có một hệ thống sinh ra lợi nhuận trung bình là gì? Hơn 25 triệu mỗi tháng một cách bền vững. Vậy thì tất cả những người đồng đội, những người tuyến dưới của anh chị họ cũng sẽ muốn đạt 21%. Và đây là một cái hoa hồng tiếp theo trong cái cơ chế trả thưởng của Amway, đó là hồng thứ tư của Amway, nó được gọi là hoa hồng 6% lãnh đạo. Nó giống như được gọi là một cái nguồn thu nhập dựa trên sự biết ơn. Đó chính là gì? Khi anh chị giúp được một người thành công trong hệ thống của anh chị sẽ được công ty trả cho anh chị 6% trên tổng cái doanh thu của hệ thống đó, tương đương như khoảng 260 triệu trên một hệ thống. Đó. Vậy thì đây là anh chị tưởng tượng mà xem, chúng ta giúp một người bạn của mình hiểu cơ hội kinh doanh này và giúp cho họ thành công cùng với chúng ta, họ có thu nhập tốt giống như mình, đúng không ạ? Lúc này chúng ta có được 6%, công ty sẽ lấy 260 triệu nhân cho 6%, tương đương anh chị sẽ có 15 triệu 6. Vậy thì anh chị hãy suy nghĩ mà xem, khi chúng ta bỏ công sức và sức lực của mình giúp một người khác hiểu cái cơ hội kinh doanh này và cùng chúng ta thay đổi cuộc sống, giúp một người thành công, nó giống như anh chị đang xây cho mình một căn nhà cho thuê vậy. Ở mặt mỗi căn nhà mà để cho thuê được 15 triệu một tháng thì ở bên ngoài anh chị phải bỏ ra ít nhất là khoảng từ là về từ 5 cho tới khoảng 10 tỷ anh chị mới mua nổi căn nhà đó, đúng không ạ? Nhưng ngày hôm nay ở trong kinh doanh Amway, chúng ta không cần phải có 5 tới 10 tỷ, chúng ta chỉ cần là gì, nỗ lực chia sẻ cái cơ hội kinh doanh này và giúp cho một người bạn của mình hiểu cái cơ hội kinh doanh này và sau đó cùng với mình làm và cùng với mình thay đổi cuộc sống, cùng với mình đạt thành công, thì anh chị đã có một cái căn nhà cho thuê, đúng không ạ? Thế thì anh chị muốn xây bao nhiêu cái căn nhà cho thuê có 15 triệu 6, nó tùy thuộc vào mong muốn và tùy thuộc vào sự nỗ lực của anh chị. Đó, và ở Amway không giới hạn cái số lượng người mà anh chị chia sẻ, anh chị giúp. Ví dụ nếu anh chị giúp cho 2 người là 21%, anh chị sẽ lấy 15 triệu 6 nhân cho 2. Nếu anh chị giúp cho 3 người, anh chị sẽ nhân cho 3. Nếu anh chị giúp cho 6 người, anh chị sẽ nhân cho 6.
Đó, và anh chị muốn giúp 14 người, anh chị sẽ nhân cho 14 người. Đó, và lúc đó cái nguồn thu nhập của anh chị nó sẽ không giới hạn. Và đây là một cái kinh doanh mà có thể nói là gì, một kinh doanh không giới hạn về thu nhập. Cho nên là gì, hãy thỏa sức phát triển cái gì. Đó là cái cơ hội để anh chị có thể đạt thành công ở mức độ nào mà anh chị mong muốn. Đó. Rồi, một kinh doanh tiềm năng không giới hạn và rất công bằng. Đây là cái bản thành tích, gọi là gì, công nhận thành tích và danh hiệu cho tất cả nhà phân phối mà hiện nay Amway đang chi trả và đang áp dụng. Các anh chị ha, khi anh chị đạt thành nhà phân phối 21% đó, và sau đó chúng ta duy trì được 6 tháng trong một năm, thành tích trong một năm tài chính của Amway, thì Amway công nhận anh chị là Platinum. Và nếu như anh chị giúp được 3 người tuyến dưới trong hệ thống của anh chị lên Platinum thì anh chị trở thành Emerald. Và đây là thu nhập tương xứng của một Emerald từ 70 tới 100 triệu thụ động. Đó. Và nếu anh chị muốn trở thành Diamond, anh chị giúp được 6 hệ thống lên Platinum thì anh chị sẽ trở thành Diamond. Và với thu nhập gọi là gì, thụ động từ 100 tới 150 triệu. Đó, và tùy thuộc vào mong muốn của anh chị muốn xây bao nhiêu thị trường. Đó, và nếu anh chị xây được 14 thị trường, giúp được 14 người bạn của mình lên 21% thì anh chị sẽ trở thành Brand Ambassador với thu nhập là gì, là hơn 1 tỷ một tháng. Và với kinh doanh Amway là một cái cơ hội kinh doanh nó rất là công bằng. Chính vì sự công bằng này nè mà hiện nay nó thu hút rất là nhiều những doanh nghiệp, rất là nhiều những anh chị có một cái tầm cỡ xã hội đã nắm bắt và cùng phát triển kinh doanh này. Có cả những bác sĩ, có cả những tiến sĩ, có cả những doanh nghiệp bên ngoài, và thậm chí có rất nhiều anh chị em có những cái gì tri thức cao, họ cũng nắm bắt cơ hội kinh doanh này. Bởi vì sao? Cái giá trị về sự công bằng với kinh doanh này nè, có rất nhiều người họ hay đặt câu hỏi rằng kinh doanh người vào sau làm cho người vào trước hưởng, đúng không ạ? Và chia sẻ anh chị, khi anh chị hiểu về cái giá trị công bằng này thì hoàn toàn không phải như vậy, đúng không? Ví dụ như ngày hôm nay đây là người A là người vào đầu tiên, người A giới thiệu ra B, nhưng mà B làm tốt hơn, B giúp được tới 3 hệ thống lên 21%, thì lúc này B sẽ là Emerald và thu nhập của B sẽ gấp 3 lần của thu nhập của A. Nhưng mà trong trong đó có người đó là bạn, bạn vào sau cùng, đúng không? Bạn vào sau cùng, nhưng mà bạn đã xây được 6 hệ thống lên được Platinum, thì lúc này bạn sẽ là Diamond. Vậy thì ngày hôm nay thu nhập của bạn có phải cao nhất không ạ? Và bạn là người thu nhập cao nhất, là cái bin cao nhất, là thành tích cao nhất, và thu nhập của bạn sẽ gấp 6 lần cái thu nhập của người A là người vào đầu tiên. Cho nên là gì? Cho nên đây là một cái kinh doanh mà nó đem đến cái giá trị cực kỳ công bằng. Và tất cả chúng ta đều là những người làm chủ kinh doanh này. Và thậm chí ngày hôm nay tất cả các anh chị chúng ta đang nghe video này, các anh chị hoàn toàn có thể thành công hơn cả Phục, có thể thành công hơn cả cái người giới thiệu của các anh chị. Hãy tin tưởng mình nữa, được không các anh chị? Bởi vì đây là giá trị của Amway đã 60 năm. Đây là cái tổng quan về những cái thành tích và thu nhập của anh chị, và cũng như những chương trình tưởng thưởng của Amway khi anh chị xây dựng và đạt được cái mục tiêu trong mỗi một năm. Ví dụ nếu ngày hôm nay anh chị đang đặt một cái mục tiêu để anh chị đạt được 21% và anh chị lên được Platinum Founder Platinum, có nghĩa là 21% duy trì được 6 tháng, 12 tháng, thì cái lợi nhuận của anh chị trên một năm như vậy trung bình tầm khoảng 500 triệu một năm. Và cuối năm thì anh chị sẽ có thêm một cái phần tiền thưởng cuối năm dao động từ khoảng 60 tới 150 triệu. Và mỗi năm đều được nhận cái này. Đúng không? Và sau đó anh chị sẽ có cơ hội được một cái gọi là gì, tưởng thưởng du lịch. Mỗi năm một lần dành cho những chuyến du lịch nước ngoài IELTS. Và đặc biệt với những anh chị lần đầu tiên thì anh chị sẽ có thêm 3 cái chuyến du lịch nữa dành cho cấp độ lãnh đạo, đó là những chương trình đào tạo nghỉ dưỡng dành cho cả hai vợ chồng luôn anh chị nha. Rồi, tiếp theo, nếu như ngày hôm nay anh chị lên Founder Platinum, anh chị giúp được 3 nhánh lên Platinum, anh chị sẽ trở thành Emerald hoặc là Founder Emerald, thì lợi nhuận của anh chị dao động trong khoảng 900 triệu trong một năm. Và cuối năm anh chị sẽ có một cái phần tiền thưởng rất lớn, dao động khoảng từ 200 tới khoảng 400 triệu trong một năm, và sẽ có cơ hội được du lịch là 1 tới 2 năm, 1 tới 2 lần trên một năm, theo cái gì, cái sự tăng trưởng và phát triển của kinh doanh các anh chị. Và nếu anh chị giúp được 6 hệ thống lên Platinum thì anh chị trở thành Diamond, thì với cái nguồn thu nhập dao động khoảng 1 tỷ 8 trên một năm. Và cuối năm anh chị sẽ có cơ hội được nhận cái phần tiền thưởng, đó là gì, dao động từ 400 tới 700 triệu trên một năm, cộng thêm cái phần thưởng đi du lịch cùng với Amway. Đó chính là vì những chuyến du lịch nước ngoài, đó là một năm khoảng 2 tới 3 lần dành cho cả hai vợ chồng. Và thậm chí sẽ có những cái chuyến du lịch có thể giúp cho anh chị dẫn theo được con cái và cả ba mẹ đi cùng với Amway. Đây là những chương trình tưởng thưởng dành cho gia đình với giá trị gia đình các anh chị ha. Và đây là năm cái giá trị mà đem đến một cái cuộc sống toàn diện, cuộc sống tốt đẹp từ cái dự án tiêu dùng thông minh, từ cái cơ hội kinh doanh Amway. Đó là gì, giá trị tự do làm chủ, giúp đỡ người khác, cơ hội công bằng, và anh chị sẽ có cái tài chính đảm bảo và có thể kế thừa cho đời con của mình. Và một sự nghiệp kinh doanh rất là lớn, có nghĩa là anh chị muốn làm lớn bao nhiêu tùy các anh chị muốn phát triển gọi là gì, 6 hệ thống, 10 hệ thống hay là 100 hệ thống Platinum, tùy anh chị muốn quyết định. Đó, anh chị muốn làm ở một tỉnh hay anh chị muốn làm toàn quốc, tùy anh chị quyết định.
Đó. Thì đây là năm cái giá trị nó đem đến một cái cuộc sống toàn diện. Và Phụng rất là thích cái giá trị về thu nhập đảm bảo, tạo ra cho mình một cái cuộc sống đảm bảo về tài chính, cho mình có một cái sự tự do về thời gian. Tại vì khi chúng ta có một cái nguồn thu nhập đảm bảo, chúng ta có một cái hệ thống tự tạo ra lợi nhuận, thì lúc này chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn. Nó giúp cho chúng ta sẽ tự do hơn. Đúng không? Và chúng ta có thể làm được rất nhiều thứ. Chúng ta có thể dành thời gian để chăm sóc gia đình mình nhiều hơn. Chúng ta có thể dành thời gian để có thể nuôi dạy con cái thật tốt hơn. Chúng ta có thể dành thời gian để làm cho cái cuộc sống chúng ta nó có giá trị hơn. Đó. Và chính là cái nguồn thu nhập đảm bảo, cái giá trị về tài chính đảm bảo, nó mới chính là một những cái điều cốt lõi, một những cái giá trị cốt lõi mà nó đem đến cái gì, cái cơ hội để cuộc sống chúng ta thực sự tốt đẹp. Đó. Ngoài cái giá trị đó, nó còn có những giá trị khác, nó giúp cho chúng ta làm chủ hoàn toàn cuộc sống của mình. Đó. Và đặc biệt là gì, một cái sự nghiệp kinh doanh mà gì dựa trên cái triết lý chính là giúp người khác thành công, chính là giúp được chính mình. Ngày hôm nay sự thành công của tất cả anh chị nó phụ thuộc vào việc anh chị đã giúp được bao nhiêu người hiểu cơ hội kinh doanh này và bao nhiêu người có cuộc sống tốt đẹp hơn. Cho nên Phụng rất yêu thích cái cơ hội kinh doanh Amway, nó nằm ở những cái giá trị này. Đó. Và anh chị cứ suy nghĩ xem, ở bên ngoài có bất kỳ công việc kinh doanh nào hay bất kỳ công việc nào nó đang đem được cho anh chị tất cả những giá trị này hay không, đúng không ạ? Nếu như không, hãy lựa chọn Amway, hãy tìm hiểu kỹ về Amway, nó sẽ giúp cho anh chị sẽ có cơ hội làm cho cuộc sống ta tốt đẹp hơn, cũng giống như slogan của Amway. Đây là những cái chuyến du lịch của Amway của chúng ta dành cho tất cả mọi người, và bốn cái nguyên tắc nền tảng của Amway đã tồn tại 60 năm: tự do lựa chọn, sức mạnh của gia đình, giá trị gia đình, đem đến cái hy vọng cho tất cả mọi người, ai cũng có quyền ước mơ và ai cũng có quyền tạo ra cho mình một cái gì tương lai tốt đẹp và gì và tưởng thưởng xứng đáng hạnh phúc cho tất cả sự nỗ lực của mọi người. Để tìm hiểu những video của Phụng để có thể hiểu hơn về cơ hội kinh doanh này. Và nếu anh chị cảm thấy những video của mình nó bổ ích thì hãy đăng ký và hãy chia sẻ cái video này cho những người bạn của anh chị. Và chúc anh chị thành công. Bye bye.